sống buồn màu tím qua lục bình, màu qua tê tái cho lòng ai nhớ ai. Người đi đã không quay lại, còn đâu bao kỷ niệm, bao tháng ngày tình đậm sâu. Hai, thì gồm chào cả mọi người nha. Hai Liên Ngối xin chào cả nhà nha. Để cô đơn chào mọi người. Hôm nay mấy cậu cháu thường gồm mà đi qua phía cái đám chào bên kia mọi người, tối bên kia kìa. À mấy cậu luôn nha, đi trước đi. Cứ nhảy qua đi. Đi Thỉnh Kinh hả? Thì hôm nay thường gồm có Gũ Cậu Bảy đi theo mọi người. Gũ Cậu Bảy đi qua phía túc cái đám chào bên kia. Thằng Bin là thằng Đăng thì đi trước rồi mọi người. Đi qua túc đám chào bên kia thì mình sẽ làm một cái chòi bên đó, rồi giăng mấy cái võng để sẵn mọi người. Rồi xong mấy cậu cháu sẽ đi bắt cá, đi dùng cái nơm đó, đi bắt cá về để mình làm bữa cơm mình ăn sinh tồn ở đây mọi người ha. Hả? Đồ cổ. Chụp tấm hả? Ok. Rồi không thấy gì hết. Rồi. Thì hôm nay mấy cậu cháu thường gồm đi qua bên đây để làm một cái video sinh tồn. Rồi mình sẽ đi săn buổi tối bắt cá, bắt rắn, bắt lươn, bắt gì đó mọi người ha. Về làm một bữa tiệc đãi cả mọi người. Bắt tôi luôn cha. Ở đây thì cỏ bây giờ nó mọc lên nhiều mọi người. Tối nay đi săn mấy cừu luôn rồi. Bên kia người ta chăn dê, chăn dê, 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 dê. Bên phía túc bên kia người ta chăn dê cho dê ăn cỏ mọi người. Thôi à, mấy tháng trước thì nước đây nó ngập lên nhiều mọi người, ngập lên cao lắm, ngập tới mấy cái đọt, mấy cái cây tràm này kia luôn rồi. Bây giờ nước rút xuống rồi, cỏ đây thì mọc lên, người ta dẫn bò phải là dê tới ăn cỏ. Đi nãy giờ chưa gặp hạng mỹ nhân kìa, tự nhiên quốc chưa gặp luôn. Gặp nguyên bầy dê. Kinh kinh mà chưa gặp, chưa tới nữ nhi quốc. Hai thằng kia thì nó qua bên kia trước mọi người, nó lên tới đi trước rồi. Ngon không? Không, ở đây là mình phải chơi một bài là chúng quê thành bình, sương mưa nắng phù mình. Cái bắt đầu cái mình vô cái câu kia là ơi ơi họ ơi. Con chim có em mệt ghê. Ơi ơi họ ơi. Thương em thân gái mập lù, chồng con chưa có cái cồn đắng không. Cồn là gì cậu bạn? Mày tự biết đi hả? Cái cồn này thấy cỏ không, có thấy đất đâu. Ok mọi người, giờ thì mấy cậu cháu sẽ qua bên kia làm một cái trại, cái lán trại mình để đồ đó, xong rồi chuẩn bị đi bắt cá bắt mắm gì đó, về mình làm một bữa cơm tối đãi cả mọi người nha. Thì bây giờ mấy cậu cháu thường gồm sẽ dọn chỗ ra, rồi mình mắc võng lên mọi người, để rồi tối nay mình về có chỗ mình ngủ. Tôi hôm nay hơn 70 tuổi mà chưa biết thắt cái võng là như thế nào. Cái này thắt làm sao? Đưa vô cái họng siết lại. Đưa vô cái họng siết lại nè, nó nói kêu đưa vô họng siết lại. Cái giọng này nó chống được mũi mọi người. Giọng này là giống người ta nói giọng bộ đội vậy. Rằng ri. Dây sọt vô đây thế nè. Mỗi người có 3 mét dây. Mới tin là tay không mà cắt được đứa con dây nào. Không. Xem tao đây. Biểu diễn xem kỹ nha, chỉ có một lần duy nhất thôi nha. Để găng cắn hả? Không cần dao. Làm gì vậy đó? Đây là kỹ thuật nha. Mọi người chú ý nha. Chỉ là cái này là kỹ năng sinh tồn phải không? Lần duy nhất thôi nha. Rồi nào mấy đứa nè. Đù ra lửa rồi đó. Đi kiếm chỗ ngủ đi. Má lại sư phụ. Cắt gì bốn cái giọng bảy sợi luôn. Mấy cậu coi. Ai cắt? Tao cắt. Cắt mấy sợi dây rồi? 7 cộng. Mấy cái giọng? 4 cái. Tính ra dư 3 cộng. Sao dư? Thì 4 cái giọng, 4 sợi thôi. 4 cái giọng. 4 giọng 8 sợi. Bà tao cắt cái còn có 7 cái sợi à? Đù vậy. Cũng may không? Rồi lấy cộng nói đi. Chú tao cắt không lo nói đi. Kỹ năng sinh tồn này, kỹ năng sinh tồn. Quái gì chứ? Nè, bây giờ tôi ra bằng dây này. Kỹ năng sinh tồn cây cao, cây dài, cây ngắn. Hèn gì nó thiếu là phải rồi. Rồi giờ sao trời? Tôi ra bằng cái dây này. Dây này được nè. Thôi. Được. Được của nó đây. Tối nay ngủ được, ngủ ngon. Mấy cậu cháu bên kia văng xong hết mọi người. Chỉ còn có mình cái võng thường gồm mà. Thường gồm mà văng chỗ này.
giờ mình dọn mấy cái cây cho chống chống mà mình chăng lên. Để tao dăng cho mày nằm bật nữa nha. Ủa kiến rồi, kiến lửa nè, kiến hỏa chết cha rồi nha, dây có kiến rồi bên này. Ôi ơi, ơi. Con chim nó em mệt không. Đi đâu nữa? Dọn ở dưới tối làm lỡ. Để lỡ xong đi rồi qua làm. Lỡ mà nó đứt thì sao? Đứt thì chết. Thì đứt luôn, đứt bóng luôn. Đâm lưng. Dọn mấy cây phía dưới nè mọi người. Có bốn gì đứt 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 không. Sợ tối nó có cái giọng xuống xiên mình nướng luôn. Đồ. Nóng quá. Nóng trong người, hãy uống trà thảo mộc Đốc Tơ Thanh. Trà thảo mộc Đốc Tơ Thanh. Rồi. Chặt phạm vô biến rồi. Rồi. Giờ mình test ra, mình test thử trước đó mọi người. Ở đây có cây nào không? Xiên hai lỗ nữa. Rồi ok. Test độ nhúng phục nhúng coi. Nhúng mạnh vô mới được. Cái này gì? Này ngủ thêm con ghế nó chưa sạch nổi. Ok mọi người. Giờ thì đợi trời tối xuống rồi mấy cậu cháu thì gồm sẽ đi bắt cá đại cả mọi người nha. Sông buồn màu tím qua lục bình. Màu qua tê tái cho lòng ai nhớ ai. Người đi đã không quay lại, còn đâu bao kỷ niệm bao tháng ngày tình đậm sâu. Ngày mà em lấy chồng, anh về theo bỏ thả trôi sông, để người sang sông không còn thấy cái lòng thòng. Nhưng có ngờ một hôm nước lên, đưa con đò nằm ngang chiến xuống. Chốn quê thanh bình, sương mưa nắng phủ mình. Đường quê nắng lên xuyên qua khe lá. Em ở đô thành xa hoa, nếu như em không thính thì về nơi đây có anh tâm lòng sáng son. Thương em thân liêu ngông ngà, mẹ cha chưa gả em nào dám trao. Như hoa như lá lá đà, thân gái mi miều đang đẹp đôi mươi. Ơi ơi họ ơi, bon chen phố đô em mệt không. Ơi ơi họ ơi, về đây đắm say tình quê. Về đây kéo lúa kéo chày, ta sẽ đông đầy mái nhà đơn sơ. Người thương anh có chân đầy, nhưng để lâu dài thì chỉ có mình em thôi. Về đây để anh lái đò, em cất câu hò điệu lý bên dòng sông. Đồng lòng chúng mình tiến tới để tía má khổ và suốt ngày mà chờ mong. Thân anh gầy gò ốm yếu, nhưng anh có sức mạnh ở trong tim. Yêu em bằng những gì đẹp nhất, chất phát từ nhỏ em còn cần phải đi tìm. Anh chính nguyện một đời chung thủy, cố gắng làm ăn để không làm vợ buồn. Nguyện ở bên không đợi nửa bước, sẽ nắm chặt em không bao giờ dám buông. Tình anh đi rồi em sẽ thấy nơi hạnh phúc nhất không có ở đâu xa. Anh đã đặt hai vé cho chúng ta sẽ bắt đầu đi vào một ngày của tháng 3. Có ông chụp ghê à? Có không? Để thầy bảy xuống, thầy bảy xuống. Thầy bảy đổi để ở đâu? Dính không em? Cái đội lên cái tắt luôn rồi. Đèn này không được đội. Yeah, con cà phê. Hay quá, biết đi. Review. Review hả? Review cà phê đi. Được một con cà phê mọi người. Đây, con cà phê nha. Hay quá. Rồi, cái đèn. Tắt luôn hả? Nó còn như đom đóm. Có không? Có. Dính nó này, dính nó này. Dính rồi dép hả? Cái lóc hả?
cá chấm hả? Cá chấm hả? Cá này cá chấm cái gì đây? Chưa, chưa nó nhảy á, chưa nhảy á. Bứng cỏ phải bứng lúa người ta đang nội. Sao vẫn xíu rồi, còn cá không còn cá còn quá. Thằng Bin nó định nhổ đầy thùng hay kìa. Nước sâu quá. Khó bắt luôn. Có con chụp ghê đắng. Đúng không? Chạy luôn rồi. Chạy luôn rồi. Có con thầy đây bạch mẹ nàng Bin luôn rồi. Chim gu luôn rồi. Bin luôn. Rồi, tí đi về có té giùm kia nữa nè. À nè, tôi cho chú bảy cái đèn này sáng lắm. Thôi cái đèn của mày cảm ơn. Đèn sáng thật mà, đèn sáng thật mà. View đèn sáng nè. Sao? Sáng lắm đây. Ờ, bật coi. Đó nè. Đó sáng lắm à. Đèn nó mày đi sâu gái như vậy. Chết thiệt, hư đèn lên cả nhà. Rồi, rớt mẹ cho Pin ra nữa kìa. Xong luôn rồi, banh chanh, ta lượt vô luôn rồi. Nó lại như thế này. Cái đèn nó sáng nhất đó. Ừ, bà la ông hần đèn sống vậy. Hần mẹ luôn rồi. Hần đèn chết luôn rồi. Này nhỏ đi bộ về tới vậy mặt mà nhìn giống ga không? Thế sao bận xình hả? Rồi chụp cái sọp ghê lắm mà. Ê các bạn gồng 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 nè, mới chụp phục nè, có con cá lóc nằm đây nè, đây cả nhà ha, đây gồng gồng nè, có một con cá lóc to. Kịp chạy đâu ta? Hay là chạy xuống ao rồi đó. Ê. Có không bà? Chín đâu, chín đâu? Chín đâu? Nôn khó bắt quá. Sao khó bắt? Sẵn sẵn sâu sâu xuống miếng. Không phải, cái nôm khó bắt lắm. Không bắt được. Nó rộng quá. Để bắt cho. Ý. Xíu nữa chạy ra. Rồi, từ từ nghe. Từ từ, anh để. Ông này xong rồi. Thì có ai làm đi đâu, từ từ nghe. Lại ai làm đi đâu. Để em. Hai tay mới được. Rồi, cầm đi. Cái nôm này bắt này. Hai tay. Quan trọng còn hay không nữa. Còn. Hai tay cái nôm to quá. Con nào đây đâu ba? Có. Trời, cái lỗ chà bái đây luôn nội ơi. Mò mò. Mò cái lỗ chà bái đây luôn. Mò đó. Từ từ thả. Ê, còn. Còn mà. Còn. Cái nôm to quá nó không bắt được. Trời. Sáng nha, mấy chị sáng nha. Đấy. Để vô thùng. Coffee. Chỗ con. Hả? Có đôi dép đó. Ủa. Chỗ. Hay quá. Nó cái nơi mình gọi rộng quá hả? Rộng quá. Quá hả quá trời. Nhìn, nó chạy kia âm âm luôn kìa. Chụp đi, chụp ngay đó luôn. Nó chạy xuống dưới kia. Chụp. Vô không vô? Cái ngon này ít vô không vô còn không biết. Rộng quá. Không biết luôn á. Thôi tha nó đi. Đừng có soi em, đừng có soi. Em soi anh không thấy gì đâu á. Đừng có soi. Ê, chấm mà. Ê, chúng rồi, chúng rồi. Chúng không? Chúng. À, không có á. Ê, còn. Đè mạnh xuống. Từ từ, không đè được, nó ngay cái mương. À. Ê, còn. Còn. Có cá thầy ơi. Chúng rồi. Bên đây. Coffee. Tại lại bên đây. Cái này có dầu ăn chiên mấy người ngon. À. Giờ không có. Có. Không. Có. Mày cho con nhảy con. Có chừng xảy nha, xảy là tối đây là đối hết á. Đừng nói. Hả? Đi đâu?
chừng sảy nha, đè 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 anh mạnh xuống. To lắm, cái phi này to lắm. Có con ba. À móc móc lên đôi dép lào đi. Cái phi vẫn chào cá luôn. Ui, vô 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 thùng em, coi chừng nó nhảy. Đè lại em. Ủa, con này chiên ăn cơm hết sảy. Tôi với Bình đang đói. Đang đói. Đang đói Bình hả? Đang đói. Chiều giờ đói như chó chân vậy trơn. Anh em luôn chụp theo cái bờ ganh nha cả nhà. Chỗ này có không nha. Này không phải lúa đâu cả nhà. Nè, cả nhà nhìn này có không à. Cái bờ ganh có không cả nhà. Với lại cái đám lúa này của bác thường gồm với bác Bình Lương. Thì cũng sao đâu. Hồi ông Tuấn coi video ông kêu má lúa tao mày tối ngày mày. Mày kêu lúa mày. Chứ mấy anh em đây chỉ chụp gần bờ thôi mọi người. Nhiều khi chụp trúng vài cọng lúa thì anh em cũng vuốt thẳng đứng lên lại à. Không sao hết trơn. Ô đèn pin thì ông thằng đèn sống hả? Ờ chưa, thằng đèn cho đèn pin sống lại, thằng đèn sáng lại. Hay thiệt. Hay quá. Cô hồn kêu cái gì cũng được. Chút thờ bảy cô hồn mà. Đèn cá lóc, cá lóc, cá lóc, qua đây, qua đây, qua đây, cá lóc, qua đây. Cá lóc, cá lóc, cá lóc, cá lóc. Cá lóc ở đây bây ơi. Hãy coi cá lóc ở đây bà đang ơi. Cá lóc ở đây đẹp ơi. Qua đây, qua đây, qua đây, qua đây, nhìn lên. Đi lên đang ơi. À, đây. Đây đang. Ta kì té thấy mẹ ơi. Đây đây nè. Đó, đúng rồi, đúng đúng đó, đó ngày đó đó. Đấy. Đó 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 đó. Nè, trời ơi chạy qua chân mình luôn rồi. Hả? Thấy không? Làm không? Hai cá lóc luôn rồi, chơi cái phi mày. Yeah. Quá. Con. Nước bữa nay đục quá cả nhà. Không thấy cái cá nó chạy. Nó chạy nó chui cái ra ngoài là nó mất tiêu. Còn trên ruộng thì nước ra chiều ta xả ra nước nhiều quá không có bắt được, hôm nay sụt cà na quá trời. Con nè, con chụp nó rồi. Chạy à dướng cây nhiều quá, nước đã đục còn cây nhiều nữa. Đó sập xuống. Ê chạy. Nhanh thiệt. Nó chạy như cá luôn trời. Ôi. Ôi. Ấy chết tiệt đi. Ủa. Đó chồng xuống. Hụt rồi em ơi. Đó, còn. Cá phi, bắt chiên ăn luôn, chiên giòn xương luôn. Thả bờ cho ăn cóc đi. Cái đèn sáng gì ta? Đây, đó, cả nhà thấy cái đèn của ăn cóc không? Đỉnh thiệt. Có không, dính không? Trời, cái chốt ngọt cái đó họ chắc dụng tay luôn á. Cá chốt kêu hả? Cá chốt anh không cầm đâu nha. Cá chốt đem lại cho thầy bảy mò. Mò quốc thầy bảy vác lên thiên đàng luôn. Dính đâu thầy bảy, có thầy bảy. Cái chạy rô, không có gì. Thầy bảy đang bắt cá bên kia mọi người. Không biết có dính không nó thấy chụp sọt. Cá lóc đó đang. Đậu xanh có không cha? Tao không cóc chạy bằng hả hồng mồm luôn lại không có chắc. Tới một chuyện quá. Có không? Con cận con to nữa hả? Cá quá trời luôn kìa. Có con bự chạy rồi. Quá trời luôn, cá lồng tông không à? Trời ơi, cá lóc cái này mà mày
Con cá lóc qua này mà mày kêu chạy hả? Cái bự rồi. Cái thằng Bin bỏ túi ra ông nội ơi. Thằng Bin cõi thấy đường đâu mà cầm hoài cha. Thôi làm chạy muốn hụt hơi luôn nội. Trời thỏ nổi nó ép tim trên 52. Chạy bóp, chạy dữ à? Chạy gì mình nổi sình luôn không nội? Chạy bóp bóp con cá chết chắc lắm rồi. Chạy cái ngăn bóp cá chết luôn hả? Bóp chết luôn rồi. Chạy rồi bóp cá chết luôn. Cái này còn hơn thầy cũng nổi chứ. Đây là thành quả của mấy cậu cháu thường gồm đi sôi nãy giờ 3 tiếng một hồ mọi người. Hôm nay su cà na quá trời luôn. Nước của người ta thả lên cao quá. Nước lớn, còn ở ngoài nước đục ngầu à. Không thấy cá để chụp. Được con cá gì ta? Cá chấm hay cá chép là được. Đây nha mọi người. Đây là được con cá phi. Phi mới đẻ ông nội đâu bắt vậy? Biết ai. Trời ơi trời, Bin là Bin, để cho nó lớn Bin ơi. Được cái phi to. Giờ thì mấy cậu cháu sẽ tranh thủ làm mấy con cá này xong chiên lên ăn cơm. Đói bụng lắm rồi. Từ chiều giờ mấy cậu cháu chưa ăn hết mọi người. Bây giờ thì mấy cậu cháu mần cá nha. Ai buồn sao cầu, ai đau trong lòng, ai không quên bạn, ai sầu tình chung, ai đau lẻ loi, ai gieo nhớ thương, ai thương em rồi, ai quên duyên phận, ai buồn mình nên ngồi nhớ ai. Giờ thì mấy anh cậu cháu thì gặp chiên cái mọi người. Dầu cũng sôi rồi, dầu có nước cái gì nổ lung bung bung ngoài trời. Cái cây là nước mà. Si. Hay. Mọi người chia sẻ để view giúp em nào. Si. Trời ơi, thầy đẩy qua chưa nhà đấy. Cho nó văng nè. Mọi người để view giúp em nào. Trời ơi. Gặp chúng mùa nào vô hết đi. Ai chụp được con nào ăn con đó nha. Lửa mạnh quá. Đây nè, không biết chụp được con này đâu rồi. Đã có mừng không? Nè. Tụi tôi chặt chảo rồi. Nè, Si. Nè con này nha. Si, quá. Ủa? Cái con này em chụp tay luôn á. Si, quá. Mọi người để mình giúp em nào. Si. Ơi. Trời ơi. Mọi người để mình giúp em nào. Trời ơi. Rồi, hấp dẫn cho mọi người. Đã chưa? Lửa mạnh quá. Mọi người để view giúp em nào. Si. Trời ơi. Đẹp không mọi người? Trời có trăng luôn. Tối nay mấy anh em ăn cơm khỏi cần bật đèn. Ăn thầm. Ui. Mọi người trả lời tin nhắn giúp em nào. Xê. Trời ơi. Ơi ơi hò ơi. Ê da nó búng quá. Chịu nổ đuôi mắt á. Phải không? Cái chảo gì không thấy mặt anh đúng không? Còn gì thấy mặt. Mình chiên dữ quá mình cũng phải chiên chứ. Đấy. Mọi người, đó bên kia quá trời quá đất chiên này. Trời ơi, lửa bên đó nó áp chảo luôn kìa. Cháy cái thùng, cháy cái thùng. Nhanh quá mọi người ơi. Mọi người để view giúp em nào. Si. Trời ơi, cá tắm lửa, cá tắm lửa. Ôi. Đây nồi cơm mọi người. Hai cái chảo dành chiên cá, còn một đây là cái nồi cơm. Là vô kẹp chứ mấy cậu cháu đói quá rồi. Thật chín rồi cả nhà. Cá chiên chấm muối ớt. Hai chảo cá chín trước rồi cơm chắc sống nhăn quá. Lửa tắt đuôi rồi. Ồ, lửa lớn nha. Bên kia không biết nhóm lửa. Bên nào chiên bên đó ăn nha. Xin thông báo cả nhà bên nào chiên bên đó ăn nha. Tuyệt vời. Ồ, thôi đã chưa. Nồi cơm nghiên cứu sao cho nó cháy lên Bin. Đưa thầy Bảy nghiên cứu hay được. Chặt mấy cái mấy củi này nè. Nghiên cứu tới ngày mai mới được. Si. Voi. Si. Trời. Thì đợi một xíu nữa cá chín thì cũng đãi cả mọi người ăn với lại mấy cậu cháu nha. Này là món cá gì? Món cá gì? Cá tắm lửa. Cá tắm lửa hả? Ừ. Quá trời lửa rồi. Bên đây mà được phải lửa như nồi cơm thì chắc mau chín à.
để cho Binh nó tập nấu cơm đi. Hôm nay cho Binh tập sinh tồn đi. Ừ. Tập gắng tập đi, lấy vợ. Ngồi ngồi dưới khói thổi khói lên nghi ngút luôn. Quái chưởng. Thấy cái gì nào hỏi cây này nó cháy luôn không? Rồi, chiên hồi chắc ăn thành bánh tráng luôn quá. Ừ. Đây. Còn cái gà bên đó cũng giòn thôi, ngon chứ. Giòn như cái chiên. Giòn như cái chiên không? Giận mặt với chúng tôi nữa. Ơi mấy dặm hồ khoảng khoang em tiền chàng sang sông. Ơi mấy dặm đường tình vợ chồng mình canh cá nuôi nhau. Ơi mấy dòng họ khoang khoang mình anh mưa nắng dài dầu. Bao khó nhọc đời dạng lao em ở nhà bình an. Có những buổi chiều mưa ngâu anh lặn lội đồng sâu. Ai biết được lòng người là tình đời bán béo nông sâu. Cay đắng nào dành cho nhau người ơi sao nỡ quá cầu. Khi gió lạnh mùa đông sang anh thay gió nằm đau. Giờ thì mấy anh em mấy cậu cháu thường gồm mời tất cả mọi người cùng dùng chung cơm với lại mấy anh em nha. Cá chiên mọi người chiều ăn rồi. Mọi người chiều rồi à. Chiều giờ mấy cậu cháu chưa ăn mọi người. Quá đói rồi. Thì để qua đây bên này múc được à. Xây. Trời mấy cũng may mắn có đem mấy cái ly này để uống nước á cả nhà, nên có cái ly ăn cơm luôn. Tuyệt vời. Thôi mời cả mọi người nha. Cá chiên chấm. Ui dạ. Mà cảm ơn cá chiên nha. Cá này cá của bên Lương Ngố chiên nha. Còn bên Thượng Gòm bảy cô đơn chiên trắng nhách à. Bảy cô đơn luộc không ai chiên gì đâu. Mời mọi người ăn cá nha. Mời mọi người cơm mọi người. Cá chiên không? Với gia đình bảy cô đơn. Gia đình bảy cô đơn đông con lắm mọi người. Thấy không? Nhóc lên nha. Đừng có mời cả nhà miếng cơm nha. Ớt, ớt mẹ. Con hổ mẹ con xin cái ớt. Con kẹo ớt là không cho ăn nhánh đi. Trời văn đất tùm lum hết tiệt. Rồi. Ơt đó. Chín rồi. Hả? Chín mà. Chín rồi. Ơt đó biết từ đâu lấy không? Mấy chim quỳnh quạch bay 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 xong cái xẹt xuống cái bắt đầu có cái ớt đó. Đủ biết chim quỳnh quạch luôn ghê đi. Lúc chim bay ngang nó thấy mà để ý mà sao lại một cái ớt nó biết. Hồi nãy tao thấy có con cá đang thui đây đây đây. Con cá này mà ăn mà nghe không sột 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 trong con mày á. Đen thui luôn kìa. Không biết sao. Chiên giòn quá nó không có ngon luôn ơi. Lo nhìn cái nồi cơm thấy lúc nãy bằng cái ngon hả? Giòn quá là nó mất thịt luôn rồi. Khô hóc rồi. Cá này cá chấm đúng không? Nè nè. Cá chấm bên này nè. Cá thi vậy? Thử miếng cá chấm đi. Trời ơi, chiên giòn cụm luôn nội ơi. Cá này xương ông xương bà đi nữa. Cá này con cá gì? Phi. Cá chấm nó chiên nó muốn thành cá lóc luôn ha. Mời cả mọi người nha. Đây là miếng cá chấm mọi người. Đây là cá chấm nha, chấm cỏ. Mời mọi người. Thì nãy giờ mấy cậu cháu ăn cơm xong mọi người. Giờ thì ai thì người đó về cái giỏng nấy ha. Mỗi người một giỏng thì ngủ. Sao thầy? Thầy ngủ chưa hay là thầy còn nhắn tin với Tương Tư này kia? Không thầy ở trần thứ ngon thầy. Tuyệt vời. Tuyệt vời ha. Sure. Bên kia nào nằm đây đây. Bên cáp chơi. Ngủ cho em. Rồi lên thiên đàng luôn hay gì rồi. Chưa. Chưa hả? Bên nằm đây mọi người ha. Còn cái giỏng bên kia thì của Thần Gòm nằm lẻ loi mình nè. Anh em bỏ hết trơn. Buồn. Gì bỏ gì cha tôi. Đây còn Lương Ngố mọi người. Lương Ngố tối nay ngủ chung với lại thằng Cốc. Cốc Lương Ngố ngủ chung. Trời ơi cái chân đẹp dữ không anh? Có ngủ đâu. Chân ghẻ không, đất không. Giờ có nước đâu rửa. Phun nước miếng ra. Còn có ít nước để mai uống hay ngủ bà đi. Trời ơi là trời. Ôi sạch đâu giờ. Chết luôn anh tôi. Còn đây là Đăng mọi người ha. Đăng, ca sĩ Đăng. Ê, thằng ngủ ngon nha. Mai anh em gặp tiếp tục. Chúc mừng ở đây mọi nha. Giờ thì thượng qua kia đi kia vô. Gì nó vậy? Nè nè. Giờ chui bên nào? Dọc bên kia hả? Đi qua kia. Thì quải chữa cái chân đẹp dữ không anh? Đang là tối đừng để lên mặt mình nha anh. Chắc chắn là để rồi sai đầu mà. Đừng để lên mặt mình nha. Hai thằng đấu kiếm mà. Hai thằng tối ngủ đấu kiếm này nha. Sai đúng chiều luôn á. Kệ bà đi mình đâu dơ được tới cái mặt mình đâu. Hy vọng thì tối nay không có mưa mọi người. Chắc cái đứt giọng quá.
Cây ông má đồng hồn chết tui. Ok mọi người, thì mấy cậu cháu Thường Gòm xin chúc tất cả mọi người cũng ngon ha. Còn hẹn gặp mọi người ở sáng mai mấy cậu cháu sẽ đi mò cá, giăng lưới, bắt cá, đập chuột cho mọi người xem nha. Chúc mọi người muốn ngon nha. Bye. Bye mọi người nha.